Thưa quý vị, chào các bạn, nuôi sen canh tôm càng xanh toàn đực kết hợp trồng lúa hiện đang là mô hình ăn nên làm ra và được nhiều hộ nông dân ở huyện Trà Cú lựa chọn khi chuyển đổi cơ cấu sản xuất, nhất là trên diện tích đất trồng lúa kém hiệu quả hay đất trồng mía cho năng suất và giá trị kinh tế thấp trong vài năm trở lại đây. Phóng sự được thực hiện tại xã Hàm Tân, huyện Trà Cú. Hàm Tân là xã sản xuất nông nghiệp là kinh tế chủ lực với hơn 1.000 hecta diện tích được gieo trồng hàng năm. Chăn nuôi thì nhỏ lẻ theo hộ gia đình và có hơn 360 lượt hộ thả nuôi thủy sản các loại trên diện tích mặt nước hơn 100 hecta. Trong vài năm trở lại đây, việc chuyển đổi cơ cấu sản xuất luôn được các cấp chính quyền và người dân xã Hàm Tân quan tâm và từng bước đang phát triển theo chiều hướng tích cực. Trong 9 tháng đầu năm 2019, toàn xã đã chuyển đổi cơ cấu sản xuất nông cơ nghiệp theo kế hoạch đạt trên 123 hecta, trong đó nuôi sen canh tôm càng xanh toàn đực kết hợp trồng lúa hiện đang được xác định là một trong những mô hình chuyển đổi phù hợp mà người dân cần hướng đến trong thời gian tới. Thì thật sự khẳng định hiện nay cái vấn đề mà cái chuyển đổi thì phải nói là xã Hàm Tân là phải nói chuyển đổi rất là mạnh dạn. Đa số bà con nông dân thì hiện nay thì xã trước đây thì dùng chuyên canh về cây mía, nhưng mà do cái điều kiện là hiện nay giá mía nó rất là xuống giá, thành ra do đó bà con là bây giờ thì họ thấy cây mía coi như là không còn cảm thấy để tha thiết nữa, thì ra từ cái đó bà con nông dân rất là mạnh dạn để chuyển đổi qua coi như là các loại cây con khác, mà đặc biệt nhất là chuyển đổi từ cây mía sang coi như là nuôi thủy sản kết hợp coi như là trồng lúa, thì phải nói là hiệu quả kinh tế rất là cao. Nhiều năm qua thì xã Hàm Tân là có rất là nhiều hộ coi như là chuyển đổi từ lúa, một vụ lúa coi như là nuôi tôm càng xanh, thì vừa rồi thì phải nói là rất là nhiều hộ coi như là đạt cái hiệu quả về cái mô hình này. Thì cái hướng tới đây thì của năm 2019 này thì coi như là cái hướng sẽ coi như là tiếp tục để coi như là vận động bà con mình để làm sao mà chuyển đổi mà chọn những cái cây con cũng như là cái giống tôm mà có cái hiệu quả để làm sao là nhân rộng thêm cái mô hình này để làm sao mang lại cái hiệu quả cho bà con mình càng ngày coi như là càng phát triển để làm sao ổn định cuộc sống là cho người dân đối với ở địa phương. Thì cái hướng tới đây thì vừa rồi thì xã cũng đã khẳng định là cái hướng cái diện tích mà mía mà đã coi như là đã chuyển đổi, thì năm nay nhìn chung là cái diện tích mía đã chuyển đổi coi như là trên 50% so với cái diện tích mía hồi năm vụ niên vụ coi như là năm 2018-2019. Thì cái hướng tới này diện tích còn lại là trên 260 hecta, thì cái hướng có thể là sẽ chuyển đổi coi như là hết qua năm 2020, thì sẽ có khả năng là sẽ coi như là vận động bà con sẽ chuyển đổi hết. Do cái điều kiện thì cái giá mía coi như là như nãy đã nói, thì giá mía coi như là không có rất là rớt giá xuống giá, thì bà con cũng nhìn nhận thấy được cái vấn đề này, thành ra bà con rất là mạnh dạn chuyển đổi. Một mặt nữa thì trong vấn đề coi như là đối với địa phương cũng như nhà nước cũng có cái chính sách để coi như là hỗ trợ những cái mô hình để làm sao nhân rộng ra để có cái hiệu quả. Coi như là tới đây thì cái hướng nông nghiệp phải nói là một cái hướng phát triển rất là mạnh, mà đặc biệt nhất là trong vấn đề coi như là cái thực hiện cái giống lúa. Như là tới đây thì có khả năng là coi như mình sẽ thay đổi giống lúa hoàn toàn, mà cái giống lúa coi như giống lúa sạch, giống lúa coi như là được xác nhận, thì để làm sao là mình nhân rộng cái mô hình này kết hợp coi như là nuôi thủy sản. Nông dân Trầm Ni ở ấp Dầm Rây, xã Hàm Tân được xem là người đi tiên phong của ấp từ 2 năm qua, khi ông mạnh dạn chuyển đổi khoảng 20 công đất từ đất trồng mía để chuyển sang nuôi thủy sản và nuôi tôm càng xanh, sen canh trồng lúa theo hướng sản xuất sạch. Nếu so với trên cùng diện tích đất trồng mía trước đây, thì hiện nay giá trị kinh tế mang lại khá phấn khởi. Dạ, tôi hồi đó làm ruộng này tôi cũng trồng mía hết nhà này 2 ha. Bây giờ thay đổi lại làm lúa với đào mương đào gì nuôi tôm nuôi cá gì đó. Bây giờ tôm này nuôi được 2 vụ năm rồi đó cũng đỡ. Năm nay mới thả được tháng 2 tháng mấy này con thấy con dòm thấy con đã đỡ. Đỡ hơn mía nhiều lắm. Mía thấy trồng tôi 2 mẫu này mía có lời có được 20 triệu. Nó mình cho lời mấy năm trước mía cái giá đó giờ mía không có giá này lỗ phá về luôn, không có lời. Cái tình này mình sang đổi làm lúa thấy con không cao. Mình thấy chăn nuôi đi, nuôi tôm, nuôi cá gì đi. Có mình làm lúa sang kẻ rồi nè. Mình thấy con đỡ, con hay dư dả chút đỉnh.
cái này dễ hơn mía. Mía nó cực á, mình tôi nồi tôi dắt phân, tôi dắt phân một năm gần trăm bao á phân mía, hay nồi tôi gãi phân gà gì á, mình cũng vô chân đạp ơn cũng mướn phân nữa mình cũng làm á. Hay giờ làm lúa này cũng bây giờ cũng đỡ, hay mình mưa lúa này dùng này cũng nhờ may gặt xuống được nữa, xuống đường chùa gặt được mình thành đỡ, và mướn người ta không có lợi luôn lúa, vì mướn ngày 200 mấy này hơn 2 giả rồi, nhờ may gặt đỡ. Thì chuyển mô hình lúa tôm là nó đỡ. Mô hình là tôm này tôi cũng hai đợt, năm tháng mùa này nước ngọt thì tôm càng, cái mùa qua Tết này qua tháng Giêng á tôi thẻ cũng đợt năm ruồi này cũng lợi được 30-40 triệu đó, vì thả tới trên thùng thả lan nè, không có thả công nghiệp, nó thả lan mình cho ăn chút đây á, cho ăn ngồi mình cũng lợi được, cũng bán được 500-600 ký, thẻ một ký cũng 100 ngàn, được 500 ký này cũng 50 triệu cũng lợi, vì mình thả vô cũng có mấy triệu, giờ thức ăn gì cho mười mấy triệu đấy cũng lợi được 30 triệu chắc. Nhưng mà mùa dù thẻ mùa khô đó, mùa nước mặn á, mùa còn lại mình thả tôm, vì năm cũng vì này năm được 2 vụ tôm, tôm được vụ thẻ vụ năm được 2 vụ thẻ, vụ cá tôm, hay lúa thì trung bình con nha với nhà được 20 giả một con. Là một trong năm hộ dân ở xã Hàm Tân, huyện Trà Cú được chọn để thực hiện thí điểm mô hình nuôi sen canh tôm càng xanh toàn đực kết hợp trồng lúa từ nguồn vốn của Trung tâm Khuyến nông Quốc gia, ông Lâm Văn Danh ở ấp Rạch Cá đã phát huy khá hiệu quả từ nguồn vốn hỗ trợ để đầu tư cải tạo vào 6 công đất của gia đình. Hồi trước từ 10 năm về trước thì mía coi như là lỗ không có lời. Rồi bắt đầu tôi thấy vậy tình hình không im, nó xuống cấp, thôi giờ mình sang qua cái là mình làm lúa rồi nuôi tôm càng, rồi tết thiên nhiên nó xanh rồi đó, cá kèo rồi đó, làm vậy thì có lý. Mình tính tổng kết hết mình thu nhập thì một năm chắc cũng gần 100, thì cái này chút cái kia chút vậy đó, tôm chút rồi tép chút, lúa chút vậy đó. Cái hiệu quả từ cái mô hình này tôi thấy như thế nào? Đúng không? Thì im rồi, cái này thì im ngon lành lắm. Mình làm cái này theo kiểu hồi xưa chứ ngon lành lắm á. Buông giờ mình sang qua cái này là để được im có lời từ từ, lời hoài vậy đó. Rồi coi như là như tép trong này đó ha, trong mương này là đặt đêm là có khi là 10 ký là bán 1.6 triệu rồi đó. Tao đắt đó. Rồi cá kèo 1 ký 2 ký có hoài. Rồi lúa thì mình làm một năm một vụ và công thì 30 giả, chứ là tôi về sản xuất qua lúa này là từ trên 30. Lợi nhuận tuy không cao nếu so với các mô hình nuôi công nghiệp, nhưng mức độ rủi ro thấp và môi trường được ổn định bền lâu. Từ đó, hiện mô hình đang được lan tỏa khắp các địa phương của xã Hàm Tân. Theo thống kê, chỉ tính riêng tại ấp Rạch Cá, từ 72.000 hectare diện tích đất trồng mía của ấp trong năm 2018, nay có hơn 14.500 hectare được nông dân chuyển đổi sang nuôi thủy sản và nuôi thủy sản kết hợp trồng lúa theo hướng sản xuất sản phẩm an toàn. Thì mấy năm trước thì trồng mía thì cũng có mía có giá, không kiếm lời ít đỉnh rồi sống được. 3 năm nay thấy mía là thấy thua rồi. Mía xuống giá rẻ quá, trồng năm nào cũng lỗ. Thì sang qua làm lúa này cũng kiếm ít đỉnh, tôm lúa này cũng ít đỉnh, với thời gian mình nó nhàn hơn. Bình thường cũng đơn giản, nó có gì mình lấy nước vô rồi thuốc cá rồi thả tôm rồi xả lúa mùa lên công 5-3 ký vậy đó. Thì theo đất tốt mình xả nó ít giống lại chút, đất tốt mình công cả 3 ký, còn đất hơi xấu rồi cả 5 ký, 4 ký, 5 ký trở lại. Tôm năm rồi cũng có lợi ít đỉnh nè, không có đạt, không bị thả nó không có đạt, không ngờ là cũng lợi ít đỉnh. Lúa thành công cũng 2 ngoài dạ nữa. Lúa này không có xài phân nhiều, xài phân ít đỉnh nè, với không có xài thuốc. Cái mô hình mà chuyển đổi như vậy thì sẵn nói chung á. Trên địa bàn xã thì vài năm trở lại đây thì việc sản xuất mía thì nó không có hiệu quả, thì một số đa số là bà con là chuyển mục đích từ trồng mía hoặc lúa kém hiệu quả sang mô hình nuôi thủy sản nó có hiệu quả, việc là như mô hình nuôi lúa tôm kết hợp trồng lúa. Đầu tiên thì bên nghiệp xã là tuyên truyền cho các hộ chuyển đổi các loại cây trồng có hiệu quả hơn,
Như, nếu họ chuyển đổi thì bên nông nghiệp xã là chủ yếu tư vấn hỗ trợ kỹ thuật để bà con chuyển đổi. Một phần cũng đi vẫn đi một phần thì cho các hộ đi tham quan cái mô hình, một số mô hình làm ăn có hiệu quả tại địa phương khác. Hướng tới thì nếu bà con mà tập trung mà sản xuất mà theo mô hình sạch này dạng như mình sẽ tìm kiếm các thị trường đầu ra, như hợp tác mình thành lập cái tổ hợp tác để ký hợp đồng với một số đại diện cơ sở mà người ta thu mua để mình nâng giá trị sản xuất của mình lên. Để phù hợp với đặc thù môi trường của vùng đất có mùa nước ngọt và mùa nước mặn trong cùng một năm, thường giống lúa bụi vàng có thời gian sinh trưởng trên 5 tháng, luôn được nông dân chọn để trồng xen canh với tôm. Vì chúng có khả năng chịu mặn cao và có phẩm chất gạo tốt. Tất cả các quy trình từ việc trồng lúa đến nuôi tôm đều nuôi trồng theo tự nhiên, không sử dụng hóa chất gì cả. Theo các chuyên gia thủy sản, mô hình nuôi tôm sống xen canh với trồng lúa được đánh giá là mô hình canh tác bền vững, mức đầu tư thấp nhưng mang lại hiệu quả kinh tế ổn định, ít rủi ro và rất phù hợp với các hộ nông dân có điều kiện kinh tế vừa phải, không có vốn đầu tư lớn. Mô hình này cũng khá thích ứng với vấn đề biến đổi khí hậu, vì theo nghiên cứu thì tôm càng xanh có thể chịu độ mặn đến 15%. Do đó, khi mô hình được nhân rộng thì việc ký hợp đồng, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm là vấn đề cần được quan tâm hỗ trợ cho người nuôi tôm càng xanh hiện nay. Về cái mô hình tôm càng xanh lúa đối với địa bàn này thì theo tôi cán bộ kỹ thuật ở địa phương lâu năm thì tôi đánh giá rất là phù hợp. Bởi vì cái điều kiện là về nước ở đây là vừa mặn và vừa ngọt. Thì cái môi trường ở đây là 6 tháng mặn và 6 tháng ngọt. Thì cái độ mặn ở đây nó cũng không có quá cao, có nghĩa là nó phù hợp cho cái đối tượng phát triển tôm càng. Thì cái thời điểm cao mặn nó cao nhất là thời điểm tháng 3, tháng 4 âm lịch đó, là nó lên khoảng 15, 17 phần ngàn thôi. Còn ở các cái tháng còn lại thì từ tháng giêng tháng 2, tháng 12 rồi đó thì nó độ mặn nó khoảng là 5 tới 7 phần ngàn thì nó rất là phù hợp cho cái phát triển tôm càng. Cái thứ hai nữa là cái lúa mình ở đây làm kết hợp với tôm là không có sử dụng phân. Do cái môi trường nuôi ở đây kết hợp thủy sản bên ngoài có nuôi cá lóc đó thì cái dinh dưỡng nước tự nhiên nó có rất là nhiều, thành ra là làm mô hình lúa thì không có tốn chi phí tiền phân bón hoặc là thuốc bảo vệ thực vật. Thấy cái mô hình này thì nó sẽ ổn định và nó bảo góp phần bảo vệ cái môi trường nó tốt hơn, bền vững hơn. Đối với cái mô hình này thì cái đầu ra bà con không có ngại. Cái thứ nhất là tôm càng là cái loại đặc sản mà cái thị trường lúc nào nó cũng thu hút hết, nó không có vô dư. Thành ra là cái đầu ra của tôm càng rất là tốt. Cái thứ hai là cái giá nó là ổn định ở mức cao, tức là nếu mình nuôi vô cái size là khoảng 10-20 con là lúc nào nó cũng trên 100 ngàn, nó biến động từ 120 đến 140 ngàn ký. Thì như vậy thì cái hiệu quả kinh tế mình nó ổn định hơn, đầu ra nó được tốt hơn. Vậy còn lúa thì mình khỏi nói rồi, lúa là làm quá tốt, vừa không sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, không sử dụng phân, thì có nghĩa là tạm gọi là lúa hữu cơ đó, lúa rất sạch. Thì dân làm ra một phần là để ăn và một phần là bà con ở xung quanh đó là người ta mua lại để người ta làm để dành ăn. Thành ra là lúa thì và tôm thì cái đầu ra rất là ổn định. Thì theo tôi đánh giá là cái mô hình tôm càng là mình phát triển rất là bền vững, do đó là mình cần nhân rộng phát triển thêm. Một phần là nó góp về bảo vệ môi trường cho bớt ô nhiễm. Cái phần thứ hai nữa là cái điều kiện kinh tế gia đình hộ đó, là cái chi phí để mà làm cái mô hình nó không có cao, nó phù hợp với cái điều kiện kinh tế gia đình. Và cái nữa là quan trọng nhất là cái đầu ra sản phẩm lúc nào nó cũng ổn định và ở cái giá tương đối cao. Hiệu quả của mô hình nuôi xen canh tôm càng xanh toàn đực kết hợp trồng lúa, dù phải cần một thời gian đủ dài mới có thể đánh giá được hiệu quả thiết thực mà chúng mang lại. Tuy nhiên, việc áp dụng thí điểm mô hình và kết quả bước đầu mang lại cho thấy việc sản xuất sản phẩm theo hướng an toàn là một hướng đi mà người dân cần hướng đến. Để nâng cao cái hiệu quả cũng như năng suất mô hình nuôi tôm xanh kết hợp với ruộng lúa thì chúng ta cần phải có những giải pháp sao cho phù hợp cũng như đạt được cái hiệu quả tốt. Thì sau đây tôi xin
có một số giải pháp trao đổi cùng với bà con. Cái giải pháp đầu tiên là chúng ta cần là cải tiến cũng như là thiết kế lại cái ruộng nuôi sao cho phù hợp. Thì cái phần cải tiến thiết kế ruộng nuôi thì chúng ta là thứ nhất là cái bờ ao phải chắc chắn, rồi cái độ rộng của cái mặt bờ là nó phải từ 1 đến 2 mét, rồi cái độ sâu của mặt ruộng thì tối thiểu ít nhất là nó cũng phải sâu từ 60cm trở lên để cho hạn chế được cái táo đáy cũng như là cái rong nó phát triển sau này. Và cái mặt bờ, mặt ruộng thì cũng phải là tương đối bằng phẳng dốc về phía cống thoát nước. Thì cái diện tích, cái phần mương bao thì cái độ rộng của mương bao thì nó dao động khoảng từ 2 đến 5 mét. Thì cái độ sâu của lòng mương thì ít nhất thì nó cũng phải từ 1m2 tới 1m4. Rồi cái diện tích của ruộng nuôi của chúng ta thì thông thường nó dao động khoảng từ 1 hectare đến 1,5 hectare. Đó là cái giải pháp đầu tiên. Cái giải pháp thứ hai là chúng ta phải có thêm cái hệ thống mương bao trên cái phần ruộng nuôi, là để tạo thêm cái không gian sống cho tôm cũng như là tạo điều kiện cho tôm trú ẩn khi lột xác. Ngoài ra thì giúp cho cái môi trường nuôi nó ổn định hơn cũng như là tôm phát triển hơn, đồng thời với lúa cũng phát triển tốt hơn. Đó là giải pháp thứ hai. Giải pháp thứ ba là chúng ta là phải có cái ao ương cũng như là cái khu ương riêng biệt để giúp cho người nuôi chúng ta là tăng cái tỷ lệ sống của tôm và chăm sóc tôm là phát triển tốt hơn. Giải pháp thứ tư là chúng ta phải là cải tạo lại cái ao nuôi cũng như là cái ruộng nuôi, xử lý nước cho thật kỹ. Thì đương nhiên là chúng ta phải là tiến hành là sơn vét lớp bùn đáy ao cho sạch, rồi phơi đáy ao kết hợp với bón vôi sao cho phù hợp, đồng thời diệt khuẩn hoặc là chúng ta tiến hành là diệt cá tép tạp cho thật kỹ để nâng cao được cái tỷ lệ sống tôm nuôi. Cái phần mà cái diện tích mà đối với cái ruộng nuôi, cái ao ương á, thì thông thường là nó chiếm khoảng 10% so với tổng diện tích của ao nuôi, ruộng nuôi. Thì tùy theo điều kiện mà chúng ta có thể thiết kế cái ao ương có thể dao động từ 500 đến 1.000 mét vuông. Đó là cái giải pháp thứ tư, cũng như là cái giải pháp thứ năm là chúng ta là nên có cái mùa vụ nuôi cũng như là cái mật độ thả sao cho phù hợp. Cái thông thường thì cái mùa vụ nuôi thì chúng ta tuân theo cái lịch thời vụ khuyến cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh. Tuy nhiên thì thông thường là cái mùa vụ nuôi nó thường khoảng tháng 4 đến tháng 5 dương lịch, và cái mật độ thả phù hợp trong lúc nuôi kết hợp với lúa là thông thường từ 3 con đến 9 con trên mét vuông. Đó là cái giải pháp thứ 5. Giải pháp thứ 6 là chúng ta chăm sóc và quản lý ao nuôi cũng như sau thời gian chúng ta ương được khoảng từ 1 tháng đến 1 tháng rưỡi thì chúng ta có thể tiến hành để sang ra cái ao nuôi, ra cái ruộng nuôi để đánh giá lại cái tỷ lệ sống cho nó phù hợp. Tuy nhiên trong quá trình chăm sóc và quản lý thì chúng ta quản lý về cái nguồn nước thì thường xuyên là thay nước định kỳ hoặc là bón vôi sao cho phù hợp. Đó là cái giải pháp thứ 7. Còn giải pháp cuối cùng như giải pháp thứ 8 là chúng ta nên có cái kỹ thuật giăng lưới cũng như là cái kỹ thuật là bẻ càng. Trước tiên thì xin trao đổi về vấn đề giăng lưới thì chúng ta nên, thay vì trước đây là chúng ta bà con chúng ta là đặt chà để cho tôm trú ẩn tránh sự ăn nhau khi tôm lột xác, giảm tỷ lệ sống, thì bây giờ chúng ta có thể sử dụng cái biện pháp giăng lưới thay cho đặt chà cũng như là tránh cho tôm là tăng được cái tỷ lệ sống của tôm, là giúp cho tôm là trú ẩn khi lột xác, tránh ăn thịt lẫn nhau, tăng tỷ lệ sống cho tôm. Đó là giải pháp giăng lưới cũng như là cái biện pháp bẻ càng. Sau thời gian chúng ta nuôi được từ 2 đến 3 tháng thì chúng ta tiến hành là có thể là bẻ càng để giúp tôm tăng phát triển cơ thể. Tại vì là khi mà chúng ta bẻ càng thì tôm sẽ tập trung phát triển cái phần cơ thể, tăng kích thước cơ thể lên. Hơn nữa là trong cái phần mà bẻ càng thì trong suốt vụ nuôi khoảng từ 7 tới 8 tháng nuôi chúng ta có thể là sử dụng biện pháp bẻ càng là từ 1 đến 2 lần để tăng được cái chất lượng cũng như là cái hiệu quả của vụ nuôi. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên đề khuyến ngư của Đài Truyền hình Trà Vinh đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.